Vâng, và nếu như các bạn đã biết rồi thì sau đây không làm mất thời gian của các bạn nữa. Xin mời các bạn hướng mắt về sân khấu và dành một tràng cổ tay thật lớn cho để chào đón hiệp sĩ mặt nạ qua đường. こんなにも多くの人に僕のことを知っててくれてとても感激してます。みんなありがとう。rồi thay lời cảm ơn của ban Việt Nam dành cho khách mời của chúng ta, các bạn có thể chia một trong một chèo vỗ tay thật lớn được không ạ? Trước khi bắt đầu ha, chúng ta có thể mời khách mời của chúng ta trở lại ghế để chúng ta dễ dàng giao sôi được không ạ? Chứ nào thì kim là nán đồ cosplay này? Cosplay nhân vật nào ấy hả? Vâng, hôm nay mình đến ở trong Pokemon. Pokemon. Thì đối với chương trình này, okay. Trong quá trình mà mọi người và ta giao lưu thì các bạn nào muốn đặt câu hỏi hoặc yêu cầu gì cho khách mời của chúng ta, các bạn cứ giơ tay lên, các bạn năng. Các bạn muốn Bo và Ba đặt câu hỏi trước thì các bạn đặt ạ. Ok, vậy thôi cho mình một cái miếng đi hành cho các bạn đi ha. Ok, chào mừng các bạn áo hồng ạ. Đúng rồi, vé sáng là các bạn, bạn đứng lên được không ạ? Cho em xin một cái mic ạ, tap và hỗ trợ giùm em, cho xin một cái mic cho bạn ạ. Trong quá trình chờ đợi với hát, bao mấy, bao mấy, bao mấy. Bốn Việt Nam nó khi ta kích kế là mai ni Malaysia để event をやったんですよ。マレーシアでイベントをやって帰りにベトナムに寄ったんですけど、そのベトナムでその陰性証明書っていうの、コロナの陰性証明書みたいなのをベトナムで取んなきゃいけなくて、それが取れなくてベトナムに1日いたことがあります。はい、アニの人生は9回提案に参加をイベントマレーシアで6キロで có thể bay ngang vào Việt Nam。Tuy nhiên thì lúc đó là đang diễn ra dịch Corona và có một vài vấn đề về cái việc xét nghiệm, xét nhận việc tiêm phòng, nên là anh ấy đã buộc phải ở lại Việt Nam một ngày. なので、たまたまベトナムに行ったんですけれども、本当は飛行機の乗り継ぎっていうだけだったんですけど、そこで初めてのベトナムで、フォーとか、いろんなベトナムの食べ物を一日で食べ尽くしたんですけれども、そしたら3人で来てたんですけど、メイクさんの1人がコロナの陽性になっちゃって日本に帰れないっていうので、結局13日間ぐらいベトナムにいたみたいなんですよ。で、その後は、確かに2人只有来日本中の1日だけ。で、1人の人間の中で、彼は被害コロナ。だから、結局は彼は来日本に行ったら13日。và đó cũng trở thành cơ hội để anh đi tìm hiểu Việt Nam, tìm hiểu văn hóa ẩm thực, và anh ấy rất là thích ăn phở. Nhưng mà, khung cảnh thì, ở Việt Nam thì Ho Chi Minh khung cảnh thì Việt Nam nào thì thật là, その来てくれる fan の人たちが何人かいてくれて、ベトナムでも僕のことを知ってくれてるんだなっていうので初めてそこで知りました。Và khi mà anh ấy lên máy bay trở về thì cũng đã có gặp một số fan ở Việt Nam bị cảm động trước cái sự hâm mộ cùng nhiệt của họ, nên là anh ấy đã quyết định là bây giờ sẽ quay lại Việt Nam một lần nữa. Hôm nay có nhiều người đến đây thì không ngờ là có nhiều người đến đây, nên là rất là vui. Anh ấy cũng không ngờ là hôm nay có nhiều người đến gặp anh ấy đến như vậy, rất là cảm ơn mọi người. Anh rất là nhiều ạ. Rồi, ok, mời bạn Hoa đầu tiên đi ha. Rồi mời bạn đặt câu hỏi đi ạ. Rồi bạn hồi nãy á, áo hồng á. Rồi ok, đúng rồi. Các bạn ơi, trong suốt quá trình talk show với lại Khang Trang Sức Anh ha, trong suốt quá trình mình talk show với
はライダーキック、まあこういう横向きのライダーキックが多くて、ちょっと立ってみて、こういう、そう、こういうキック、こういうキックをすごい練習しました。ちょっとやってみるよ、いくよ。こういうの練習しましたね。はい、でも当てちゃいけないんで、そういうのはちゃんとね、考えながら。Nhưng mà người không biết thì cho nên rider bị kẹt, cái rider kết quả là thực hiện nên cái chiều ngang như thế này, nên ấy đã phải thực hiện luyện tập những cái hành động rất là nhiều. Và tất nhiên là không có được đánh trúng đối tượng à. ちょっと僕から一個質問していい？はい。あのさっきの今質問してくれた子、カウヤツカサのコスプレしてるよね。はいはい。ちょっとあの変身ポーズとかちゃんとできるのかなと思って。ああ、そういうことですか。Anh xin hỏi em muốn hỏi rằng như bạn đang cosplay Kaoya Tsukasa, không biết là bạn có thể thực hiện cái hình xin pose của Kaoya không? Một cảm ơn ta được lớn với các bạn của chúng ta đó hả? Rồi, ok, mời bạn đây. Hello, what's your name? Malan Bao. Malan Bao, nice to meet you. じゃあここで仮面ライダーディケイドの変身ポーズ3、2、1で。Khoan, khoan, khoan, ok, nè, anh cầm ok, nói luôn nè. Ok, chẳng phải được. Tôi là sư phụ Kamen Rider. Ông có thể! Hãy xin! Ôi! Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chẳng muốn tìm ra thế. Dạ, sư phụ đi nè. Rồi, ok. Hold on. Tôi đi tìm ra xin. Ok, ok, ok. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Thấy sự ưu ái thì được hỏi chưa ạ? Chà, xin lỗi xin mời nhìn vào sâu thẳng. Rồi, ok. Và mời bạn cho một câu à, đa số, đây, hai bạn ha. Có gì chút nữa chúng ta sẽ được xin riêng ở sau. Vì bây giờ mình đang gọi là talk show chung, nên là mình sẽ đặt những câu hỏi hoặc là những yêu cầu mang tính chất tập thể chung một xíu nha các bạn ha. Rồi, ok. À, giờ ai muốn đặt câu hỏi tiếp theo ạ? À? À, cái này được hay quá thì là bây giờ mình sẽ không chọn, mình sẽ để cho chọn luôn đi. Mình sẽ để cho Masero chọn nha. Ok. Ok. Chà, cho tôi bạn đi cái số chứ. Ô. Chà, để đánh đi xem nào. Trời mình thấy là chỉ cần anh đi anh tới chọn thôi là các bạn cũng khỏi cần đặt câu hỏi của hạnh phúc rồi, đúng không ạ? À, các bạn cứ ổn định chỗ ngồi nha, đừng có di chuyển lung tung nha. Rồi, ok. Bạn nhận ra cho anh xin một cái mic cho bạn hỏi được không ạ? Cảm ơn. Dạ, em chào anh Igor. Hi. Em có hai câu hỏi. Một là tập cuối của Kamen Rider DK á là tập 31, nhưng mà em thấy cái kết nó không được chuẩn vẹn cho lắm, cho nên là em muốn hỏi là cái tập 32 nó có hay không ạ? Hey, こんな質問ですね。なんか仮面ライダー DK は31話でありましたよね。で、その31の最終話で何か満足感というか不満という感じがあって、仮面ライダー DK の32話は実在してますか？実在しますね。君は知ってる？あの仮面ライダージオン知ってる？マインディン仮面ライダージオンは Yes! 仮面ライダージオンに出てる回数を合計すると大体50話ぐらいになる。À, nếu mà tính tổng thời lượng nên ấy xuất hiện trong cái movie của CEO thì chắc đủ cho 50 tập nữa ha. Nhưng mà Kamen Rider Decade là 他の仮面ライダーと違うから何話で終わるとかそういうのないから、今後ももしかしたら出るかもしれないし出ないかもしれないし、それはもうみんなの応援次第です。 VDK là một Kamen Rider rất khác với Kamen Rider còn lại, nên là biết đâu anh sẽ còn xuất hiện trong tương lai hoặc là không. À, anh có xuất hiện hay không thì là tùy vào sự
hỗ trợ, sự ủng hộ của các fan ở đây rồi. Bọn tôi trả lời đã không hả? Các bạn có mong chờ vào những lần trở lại tiếp theo của DK không ạ? じゃあ彼にもちょっと変身ポーズやってもらいましょうか。あ、bạn cũng làm 変身ポーズ của DK luôn nha. Mời bạn lên sân khấu ạ. まあ、DK のファンならきっとやってくれることでしょう。持ってるんじゃない？ OK 3、2、1でいくよ。ここで、ここで、ここで前に使う？ OK 3、2、1、アクション。どうしよう、カメライダー、おぼとけ、変身、仮面ライダー DK。 はい、ありがとう。À, các bạn hỗ trợ giúp mình nha. Các bạn có gì có thể là nhờ bạn bè ở dưới có thể chụp lên, hoặc là trong quá trình xuống đặt câu hỏi các bạn hỗ hạn chế những yêu cầu cá nhân một xíu ha. Tại vì mình đang mang tính chất tập thể chung nên là có thể là nhờ cái máy ảnh này chụp dưới lên giùm ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Các bạn nhớ nha, những các bạn sau đó mình hỗ trợ giúp nha, tại vì mình okay, tập thể. Thank you. Rồi cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Rồi nice. Câu hỏi tiếp theo. じゃあ次はじゃあ誰にしようかな。ちょっとまた見ていきますね。誰にしようかな。じゃああなた。はい。彼女とその彼女の弟さんがその一人ディテールに行われて、今日の弟は来ていないんですけど、弟の代わりに井上さんに聞いたことがあって、富谷司さんとして演じた時、その司っていうキャラクターにどう思いますか？どういう人だったんですか？なんかよく、角谷司は井上さんと似てますねって言われるんですけど、似てたらやばい。角谷司はちょっと性格があんまり良くない。あれ現実にいたらやばいやつだけど、なんかどこか角谷司はやばいやつなんだけど、なんか芯が通ってて実は正義の行いをしてたりする、まあ、変なやつなんで、そういうちょっとこう微妙なところが難しかったですね。はい。Khi mà anh Inoue diễn vai Kaya Tsukasa thì vẫn thường mọi người xung quanh nói là hình như Inoue với Tsukasa cứ giống nhau thế nào ấy nhỉ. Nhưng mà riêng anh Inoue cảm nhận ấy thì một người như Tsukasa mà thực sự tồn tại ngoài đời thì hơi bị nguy hiểm ấy nhỉ. Cái tính cách đó thì khá là nguy hiểm xã hội. Nhưng mà tuy là nói là như vậy, nhưng mà Tsukasa vẫn luôn là một người có cái trái tim chính nghĩa trong mình. Nên chính anh yêu Inoue khi bị hỏi về Tsukasa cũng có những cái mâu thuẫn rất là lớn trong cái suy nghĩ của mình. Hôm nay có phải thực sự là một cái nhân vật tốt không ha? Và đó là cái cảm nhận của anh về nhân vật này. Đó là nè, 本当 1,2,3 話のどこかで女性を殴るシーンがあって、女性が鼻血出ちゃうんだけど、もうすごい非難合合でした。 そう。Vào khoảng đầu phim DK, các mọi người còn nhớ khi DK ghé thăm thế giới của Kuga thì nó đã có cảnh đấm một nữ cảnh sát đến chảy máu mũi. Và cái cảnh đó đã bị nhận rất là cái nhiều lời phê bình đương thời. Bốc là xong là một tuần. Anh chắc chắn là sẽ không làm những việc như vậy đâu. Chắc sẽ đi mà xong cả. Ok, câu hỏi tiếp theo.
じゃあ何にしようかな。次はちょっと奥の方行ってみようかな。ちょっと奥の方に、かっこいいね、かっこいいね。ちょっと奥の方行ってみよう、奥の方。じゃあ các bạn đừng di chuyển theo anh Masahiro Inoue nha. Các bạn cứ ổn định chỗ ngồi thì anh sẽ tự đến để mà mời các bạn thôi. これ何のコースこれ？ Ace Kamen Rider Shield 01 Nice。 じゃあ質問もらおうかな。戻ろう。遠い。はい。Mời bạn đặt câu hỏi ạ. Bạn có sợ King Play King Form với Omazio không? Grade to scale. Câu hỏi hay không ạ? Grade to scale. Grade King Form と Omazio が予想すると思いますか? Decade として? Decade として?やられた記憶はないね。感じ、あれ、キャリアに言われる、言われる。本気で戦った記憶もないね。それは、キャリアも契約反応ない、キャリアに。本気で戦ってたら、大回しを、まあ、キングフォーム相手だったら、キングフォーム横に出してで切ってます。クロックアップしてます。今がキングフォームでやらないとするよ。クロックアップだな。どうもありがとう。大魔女王、大魔女王と戦うときは強いんで、インビジブルで透明になります。本気出したら。透明になってないからまだ本気出してない。なんか普通ね、人間的に大魔女王、確かに使用極大変だ。あとはコンプリートフォーム21になるから。確かにコンプリートフォーム21になるから。ライダーヘディング、確かに見たか。Đầu thì cây 21 nên mình xài cái đó để đánh Omazio cũng được ha. Arigato. Thank you. Câu trả lời vừa rồi quả thật là thú vị ha các bạn ha. Và sau đây thì mình xin được phép mời một bạn tiếp theo để đặt câu hỏi nha. Các bạn nhớ giúp mình là khi mà được anh Masahiro Inoue đi xuống dưới đó thì các bạn cứ giữ nguyên vị trí chỗ ngồi, đừng đi theo anh ấy nha. Chà, sự khi mà... Chà. はい、あのすいません、質問を日本語に戻してください。もう日本語上手。ベトナム語より話せますね。ベトナム語はどういうか。あのすいません、まずはまずはこの質問で、先にトム・カンスコンスタンティンさんから聞きますと、まずは FAA、その時差率シリーズに外国人俳優を出させていただけませんか。聞いてます。トムさんはね、あのバロの映画に協力したいらしいですね、うん、そしてこれは自分からの質問です。特に協力したい俳優とかタレントとかありますいますか。 OK、 すみません、はい、ありがとうございます。以上です。 OK、 ちょっとみんなに、会場のみんなに聞きたいんだけど、センティカ F8 ABA6 ジサリス知ってる人。Mọi người có biết về センティカ ジサリス dự án mà anh DJ đang đóng không ạ? わあ、すごい。 YouTube 見てくれてますか? マセフィンで言っとくや。 ありがとう。 ジサリスは僕が生み出した特撮で、もう12話まで終わったんですけれども、まあ、できれば今後も続けていきたいなと思ってます。フィンガーセンティカージサリス tuy là hiện tại đã kết thúc tập 12, nhưng mà riêng anh Inoue thì vẫn muốn bộ phim được tiếp tục cho đến sau này nữa. 特にガロシリーズって皆さん知ってますか。ガロシリーズ、mọi người có biết đến ガロ không ạ?
ロシリーズに出てた主役の黄金騎士の栗山渉くん知ってますか？道外龍が知ってますか？そう、龍が、そう、その龍がと一緒のアクションのシーンとかやりたいなと思ってます。あの色も何て思うんだね、さっき龍が。他にもたくさんの特撮俳優をこのジサリスのプロジェクトに参加してもらいたいし、このベトナムの俳優さんも参加してくれたら嬉しいなと思ってます。Nếu ở trong dự kiến dự án Syndica sắp tới của mình mà có những cảm ứng diễn viên Việt Nam tham gia vào đó thì anh nghĩ là sẽ rất vui. Nhật Bản và Việt Nam 50周年ということなので、その50周年を記念して何か僕らもジサリスを通じて作品ができたらいいなと思ってます。Hiện tại thì như mọi người cũng biết là mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản nó đạt đến năm kỷ niệm thứ 50. Thì anh ấy rất mong là ở cái thời điểm như thế này thì thông qua tác phẩm Chisalis của mình có thể gọi là có thể làm một cái gì đó chứng tỏ cái mối quan hệ hảo hữu giữa hai nước được không? Thông qua tác phẩm của chính mình. Chúng tôi muốn cùng với mọi người tạo ra một bộ phim mới, tạo ra một bộ phim mới. Xin mời mọi người cùng theo dõi.Anh ấy rất mong rằng trong tương lai sẽ có cơ hội được làm việc ở một dự án tốt sắc sư với người Việt Nam, với tất cả mọi người đang ở đây. Thank you. Rồi, cảm ơn anh chị này rất là nhiều. À, và câu hỏi tiếp theo ạ. Chà, sớm sớm. Chà, 2 人, 2 人選んでいい? Chà, あそこのディケードとそこのディケード。そこのディケードとそこのディケード。はい。マイクは？ディケイドとディケイド。Anh ấy muốn chọn hai người cosplay DJ để họ đặt cái câu hỏi về anh nha. Bên staff hỗ trợ thì mình thêm một cái mic nữa ạ. Em chào anh ạ. Thưa em hỏi là trong quá trình quay camera DJ thì anh đã từng mặc những cái bộ suit và diễn chưa? ライダースーツまあ、ライダースーツはもうどれも動きやすいです。何がライダースーツなの？僕らが言えてるのは、夜が言えてる。ただちょっとディエンドっていうじゃない、ディエンド。あれだけなんかエスカレーターみたいな感じで、なんかちょっとあんまり形が気に食わなかったです。Trừ cái ngoại lệ duy nhất là cái bộ giáp của Kamen Rider gì em thì cái thiết kế của nó là anh ấy khá là khó chuyển động hơn. じゃあちょっとあの二人のディケイド上がってきてもらおうかな台上に。Mời bạn đi chơi cosplay DK còn lại. Dạ, mình tên Huy. Mình có muốn một câu hỏi là trong thời gian sắp tới cái bộ Kamen Rider DK có được nâng cấp hay không hay là vẫn giữ form 21 hay là vẫn nguyên trạng vậy hay là mình mong là nếu mà sau này DK trở lại thì mọi người ở đây có cần vui.Cảm ơn bạn. Chính là gì? Đi theo đường lộ chú còn đi mất. Anh ấy là có cái đấy. Đi theo đường trên tim anh có cái chữ số chữ đó. Ở đây có đâu có? Khi nào đi? Sa, đâu để xem nhé? Đâu nằm để xem nhé? Mới có thể là có thể là có. Mà các nhà thiết kế là chết để quay trở lại có thể là không. Đó là không biết.Anino cũng không biết chuyện đó ha. Có thể rằng Kamiya Tsukasa sẽ không xuất hiện bao giờ nữa. Mà, nhưng mà, so, Decade là 何か永遠に強化される気がします.
nhưng mà anh ấy có cảm giác rằng DK sẽ luôn luôn tồn tại. じゃあちょっとこの2人には変身ポーズじゃなくてちょっとライダーキック見せてもらおうかな。ごめんはい、bạn đang cosplay DK ở đây có thể trình diễn rider kick được không ạ? Mời hai bạn tiến về phía sân khấu để cùng anh Masahiro Inoue trình diễn lại phân đoạn rider kick ạ. できるかな、ライダーキック。もうちょっと準備に時間がかかりそうですね。じゃあどんなライダーキックにしましょうか。まあ、ディケイド基本ライダーキック飛んでるんでちょっと飛ぶのはできないと思うんで、じゃあ兜のライダーキックをやってもらおうかな。あれごめんな、ディケイドライダーキックディケイドは nhảy từ trên trời xuống đúng không? Chắc chắn là mình không thực hiện điều đó được ở đây. Hay là hai bạn có thể trình diễn lại rider kick của Kabuto. Có thể trình diễn lại rider kick của Kabuto không ạ?じゃあ僕がアタックライドカブトって言うんで、アタックライドカブトって言ったらカブトのライダーキックやってほしいです。 OK? できる?カブトのライダーキック、じゃあ一回やるよ、一回やるよ。カブトのライダーキックはこう回し切りです、こういう回し切り。 OK? もうこれね、回し切りした後にこういうポーズ取ってこうなります。 OK? 一回見るよ。そうじゃあいきますよ。アタックライドカブト。はい、こういう感じです。できますか？よし、やってもらいましょう。じゃあどうぞ。さあ、じゃあディケイドのライダーキックやってもらいましょうか。いきます、アタックライドカブト。おー、ね、スーツだからかなり難しいはずなのに、いや、ちゃんとやってくれましたね。とりあえず、マスクは非常に重要なので、ディケイドは頑張ってください。ありがとう、ありがとう。じゃあ、こっちのディケイドにもやってもらおうかな。よし、どっちが上手いかな。はい、じゃあそれではいきます。ディケイドのライダーキックやってもらいましょう。アタックライドカブト。もう一回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 もう一オーケー、ありがとう、ありがとう。じゃあディケイド、おお、あれ、こちら。じゃあ、ワイワイ、ワイワイ、ワイワイ、ワイワイ、ワイワイ、ワイワイ。Thank you, thank you, thank you very much。ありがとう、ディケイド。cảm ơn hai bạn rất là nhiều ạ。một câu hỏi tiếp theo ạ. Hãy là 次行きましょうか。じゃあそこの金髪のコスプレの金髪のコスプレの。Bạn cosplay các bạn nhé. はい、もしチャンスがあればウルトラマンシリーズで抽選しますか？ワンモア？もしチャンスがあればウルトラマンシリーズで抽選しますか？ウルトラマンシリーズ？はい、もしチャンスがあればウルトラマンシリーズに出演しますかっていう。Câu hỏi của bạn ấy là nếu như có cơ hội, không biết là anh Inoue có muốn tham gia vào một series Ultraman nào đó không ạ? Tôi không thể trở thành Ultraman,
仮面ライダー J っていうのになればでかくなれるんだよね。ngay cả khi anh ấy không tham gia là muốn cho men thật ra bây giờ anh ấy cũng đã quá là nổi tiếng với cái việc là Kamen Rider DJ rồi. まあ、ウルトラマン、まあ、機会があれば、機会があればもちろん出演してみたいなと思ってます。nhưng mà ấy cũng nghĩ là Ultraman là một series mà anh rất muốn có cơ hội được diễn xuất thử trong tương lai. でも現状ちょっとビーム出ないですね。こう現状は今はビーム出ない。あ、OK、大丈夫。はい、じゃあ次行きましょうか。ネクスト。はい。じゃあ手前から行きましょうか。手前から行きましょうか。はい。はい。じゃあマイクお願いします。Bạn tranh thủ giơ tay nha, chỉ còn một hai câu nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu em vừa hỏi và giao lưu với khách mời của chúng ta rồi. ドラマとか、あとは IS っていうドラマとか、あとはゼブラーマンとか知ってるかな？知ってる？お、ゼブラーマン、ゼブラーマン2っていうのに出たりとかしてます。はい。まあ、そんな感じですかね。另外、劇セリー特撮っていう井上君などとりあえず連絡。はい、どうもありがとう。僕の夏、ごとう。じゃあ続いていきましょうか。はい、続いて、じゃあ手前から行こうかな。手前から。じゃあ君行こうか。はい。Dạ vâng, em muốn nắm được bài vừa rồi. Ở trên Twitter, anh có đăng một tweet là DK. Thì điều đấy phải là một cái phim với sự trở lại trong DK ấy. Và series tiếp theo có thân kiểu không ạ? À? Xin cảm ơn ạ. Inoue no Twitter account で DK度に関する情報がツイートしたようで、これは DK 度がまた現れるということですか？いや、どうでしょうね。DK 度はどこにでも現れそうなんですけど、わからないですね。Anh ấy có cảm giác là DK là một kẻ có thể xuất hiện ở bất cứ đâu luôn ha. Nhưng mà series tháng 9 này thì anh ấy chưa chắc nha. Anh ấy 楽しみにしててください。Nhưng mà mọi người cứ tiếp tục ủng hộ, cứ tiếp tục trong mong người cứ tiếp tục ủng hộ cái series tháng 9 này. OK. Mọi người vẫn sẽ ủng hộ anh đúng không ạ?
và bây giờ thời gian còn có hạn đó, nên là chúng ta chỉ một câu cuối nữa thôi nha. Nha, một câu thôi. Ok. じゃあ、じゃあそこのディケイドの T シャツの人、あそこのディケイドの T シャツ。Bạn đang mặc áo cùng DK á ha? Mời bạn ạ. Dạ, em chào Masahiro Inoue. Em rất vui vì anh đến Việt Nam để mà tham dự sự kiện này. Với lại em ở đây em cũng có một câu hỏi là có thật sự là anh sẽ quay trở lại là một Rhino mới, một Kamehameha Gotcha không? Dạ, yeah, cái con mà anh sẽ là Rider DK mới, tên là DK Hoàng Kim, phải không anh? Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi hay không hả? Ok, mời anh. Không biết là bạn có thể nhắc lại phần sau của câu hỏi về việc anh ấy xuất hiện như một trong bên DK mới không ạ? Dạ, mời bạn nhắc lại. Nhắc lại phần sau của câu hỏi. Và em muốn hỏi, em có một tin em nghe tin đồn trên mạng đó là anh sẽ quay trở lại trong Kamen Rider đời thứ 5 của Reiwa, đúng không anh? Với lại nữa, anh chà Rider mới của anh là Rider DK Hoàng Kim phải không? Em chỉ hỏi vậy thôi. いろんな噂があるんですけど、令和の5作品目にまた再出演するという噂があるんですけど、それは正しいでしょうか？そしてもしかしたら次のディケードの出現は、ディケードはまた別のフォーム、ゴールデンフォームみたいなやつがあるんじゃないかと聞いてみたいんですけど。そうだな、出ても出なくても仮面ライダーガチャードを楽しんでほしいです。anh em muốn là dù xuất hiện hay không thì mọi người cũng hãy xem và ủng hộ Kamen Rider Gacha nha. Ok. Rồi, ok, mình có thể gửi lời chào tạm biệt tới tất cả các bạn cũng được không có anh em xem video nào được. Hãy subscribe và はい、じゃあベトナムの皆さん、時間が来てしまったようで、本当に短い時間でしたけれども、皆さんと楽しく喋れて本当に良かったですし、もう本当僕にとっての宝物になりました。ありがとうございました。というわけで、今日も khoảng thời gian rất ngắn nhưng mà cơ hội để giao lưu với mọi người ở đây là một món quà không thể thay thế với anh Inoue Masahiro. Xin rất cảm ơn mọi người. 僕はまた明日もここに来ると思うので、よかったら皆さんも顔出しに来てください。Ngày mai em sẽ lại tiếp tục tham gia vào event và nếu được mọi người hãy tiếp tục đến và ủng hộ cho DK nhé. そしてセンティカイファチエリエロクジサリス、まだ見てない人いたら見てください。はい、抽選センティカイ、よろしくお願いします。また明日会いましょう。Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Và trước khi kết thúc chương trình của chúng ta thì chúng ta lúc nào cũng phải có một yêu cầu đặc biệt đúng không ạ? Và đúng là như vậy thì hôm nay chương trình Manga Comic Con chúng mình muốn các bạn cùng đứng lên để cùng anh Masahiro Inoue thực hiện lại động tác Henshin mà ngày nào anh ấy đã từng làm. Được không ạ? Đúng không ạ? Rồi, mình sẽ làm rồi. Ok, ちょっと変えてもいい?せー、スリー、ツー、ワンで、オノレディケイドでいこうか。いいよ、赤井さんね。はいはい、もう、もう、ヘッド、オノレディケイド。もう、隣の会場にまで届くぐらいの大きな声でお願いします。OK? はい、ヘッド、ルノックマンメンが補給受けろ、ウケイヤ、マゴイヤ。ローマローマそれではいきますよ。準備はいいですか？Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? 3, 2, 1 Odore Dikeiro! Arigato! Mata ne! Để cảm ơn anh Khang 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 mời ông chủ tịch hội đồng quản trị của Vietfest, ông Phạm Minh Tuấn cùng lên trao một bó hoa lưu niệm để tặng cho anh Masahiro
Masahiro Inoue là. Thank you very much. Rồi các bạn nha, các bạn đứng yên nha, các bạn có thể dồn lên để chúng ta sẽ có một tấm hình chụp từ trên xuống để giới anh nha các bạn nha. Rồi đứng yên, bán, các bạn đứng yên để chúng ta chụp từ trên xuống là anh. Rồi rồi. Ok. Rồi, từ trên là chụp xuống. Rồi mình có thể ngồi xuống không ạ? À? Ngồi xuống ạ, à? Ngồi xuống ạ. Ngồi xuống. Mina, one more three to one, bro. One, two, three. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều ạ. À.